trời đó, cái gì mà kêu hối thùng cái gì ạ? Để đổ rác phải không? Thấy xách cái bịch đen là biết đổ rác rồi. Trời ơi, con đã mua cho mẹ cái thùng rác kia là cái bao đựng rác để chồng với cái thùng cho nó sạch sẽ, mà sao mẹ xài cái bao này hoài vậy? Xài cái bao này cũng được, có làm sao đâu. Đâu phải là thịt cá đâu mà sợ tanh hôi. Rác mẹ khô á ha. Hôm bữa con thấy là có vỏ sầu riêng, vỏ mít, hột mít rồi gì bánh giò tùm lum tùm la ở trong hết trơn á, nó hôi gần chết luôn à. Thay vì vậy á, mẹ lấy cái bao đựng rác, mẹ chồng vô cái thùng rác, xong á nó đầy một cái mẹ chỉ cần xách cái bao đi mẹ bỏ thôi, cái thùng rác mà nó vẫn sạch sẽ. Nhưng mà mẹ nói con nghe, mẹ xách cái này có chết ai đâu. Với lại cái này cũng đỡ tốn tiền. Mình đi chợ đó, người ta bỏ cái bao cho mình rồi mình về mình để dành đó, rồi cái bỏ rác vô mình dục. Mua chi cho tốn kém. Chắc là mẹ chưa hiểu đúng không? Con chỉ mẹ là một lần cuối nha. Đây, đây là cái bao rác. Mình chỉ cần kéo ra, xong những cái phạt là nó ra. Xong mình lấy cái bao rác này, mình sẽ chồng vô cái thùng rác. Cái thùng rác dễ mà, mẹ biết mà đúng không? Đạp lên, chồng vô. Mẹ nhớ chưa? Trời ơi, mà mẹ nói thại cái này không có, không có chết ai hết trơn á mẹ. Ok ok, con chỉ mẹ lại một lần cuối nữa nha. Mẹ cầm cái này, xong mẹ kéo ra, mẹ giật cái phát. Xong mẹ nhấn vô đây, mẹ chồng vô một cái. Đơn giản thôi, mẹ nhớ chưa? Nhớ nha. Ok, cảm ơn mẹ. Thấy ghét không, thấy ghét không? Nó là dâu đó, mà tối ngày nó dạy đời tôi không hả? Mẹ nhớ nha, mẹ nhớ nha. Cái bao đó, mẹ kéo ra, mẹ giật cái phát. Mày nhấn cái thùng để vô là xong. Làm như tôi con nít vậy, ngu lắm vậy. Chỉ biểu hai lần, mẹ nhớ chưa, mẹ nhớ chưa? Tôi nhớ mà tôi không làm được không? Bây giờ tôi xài cái bao rác truyền thống của tôi được không? Anh ơi. Hả? À, nghe nè. Chú Hoành có làm gì không vậy? Đi ăn đám giỗ. Trời, tưởng anh không làm gì á, chở em đi họp giùm. Ủa dâu, sao nay về sớm vậy con? Ủa cái ly đâu rồi ta? Ngon, ly ngon. Em muộn ơi. Nè chú đi họp đâu vậy? Là chú anh đi đám giỗ thiệt á hả? Ừ, không đâu, bẩn sợ đồ ăn không ngon, ăn nhà trước miếng. Trời đó, coi ăn nữa hả? Chút nữa ông Châu đi họp đâu vậy? Ủa mẹ làm gì mẹ? À quên nữa, để con ngủ cho. Ngờ mà, coi nóng mà ngủ cho em bé mà. Mẹ mẹ, cái gì vậy? Sao mẹ để cái miệng mẹ vô chỗ của em bé bú vậy? Trời ơi, đâu phải là mẹ bú sữa của em bé. Mẹ coi nóng nguội để mà cho em bé bú. Có được. Coi vậy chứ cái miệng của mình với trùng không hả? Không có tốt. Đúng rồi đó, vợ là bác sĩ mà. Đúng cái gì mà đúng. Chứ hồi đó con với thằng Phúc nè, một tay mẹ nuôi từ nhỏ tới lớn, bây giờ có lập gia đình rồi đó, để có bệnh hoạn gì không? Không phải mẹ ơi, cái vấn đề. Thôi chết rồi. Con trễ rồi. Rồi có đi ăn đám giỗ không vậy? Ừ, đón con nha. Nè dâu à, nãy con nói con đi họp đâu vậy? Cũng bị nó tiêu rồi. Không biết phải con dâu hay là bà dâu nữa à. Ra. Hoàng Anh. Dạ. Nè, con làm gì làm, con giữ cô bảo giùm mẹ đi. Dạ. Mẹ phải ra tiệm tạp hóa đầu đường mẹ mua cho dù ăn. Ba con đòi ăn cá chiên, bà nhà hết dầu rồi phải chiên chiều vậy. Dạ, nhanh nha mẹ, rồi con mẹ đi họp nữa đó. Rồi, đầu đường này chứ đâu có xa đâu. Dạ. Ôi cô ba ngon nha. Ở đây nằm ở đây đi. Bác hai làm chuyện xong rồi, một hồi nữa bác hai chơi cô ba nha. Nằm xuống. Ôi thương mà, ôi thương ô. Ôi đừng khóc đây. Cô ba. Con khóc cái gì con? Ôi sao con đừng nó con làm bậy nha cô ba. Trời ơi cô ba ơi, cái máy mà bác hai con đi họp đó con. Trời ơi, ghê quá à. Cô ba đâu rồi? Cô ba ngủ rồi. Trời ơi con giỏi quá đi mẹ con dâu. Mẹ ơi mẹ, dễ giờ con ngồi này mẹ đi lâu quá trời quá đất luôn á. Mẹ xin lỗi nghe, tại vì cái tiệm tạp hóa đầu đường á, trời ơi đám cưới con bà nghỉ mình không biết, cho nên phải mẹ phải chạy đi hay sao. Thôi trễ rồi con đi để mẹ nhà mẹ giữ chứ. Thôi con đi nha. Ừ. Ờ mẹ. Cái gì? Đừng vô toilet nha. Có mắc toilet á, đi chỗ khác, đừng vô chổng nha. Nhớ nha. Con này vô duyên không? Nhà tôi mà đi toilet cũng phải hỏi kiến hả, không cho vô. Làm gì ở trổng? Nhớ nghe, đừng vô toilet nha. Mấy người biểu tôi, mấy tôi nghe lời mấy người hả? Vô làm gì tôi? Cái gì đây? Mẹ ơi, cu bo ị đùn trên người của con rồi. Mà con phải giữ cu bo mà bị trễ giờ nên chưa giặt kịp.
Mẹ sử dụng toilet khác, tối về con giặt. Nhớ đừng mở cửa, mẹ nhớ chưa? Làm như ra lệnh cho tôi vậy. Cái gì? Biểu mình sử dụng toilet khác, đừng mở cửa hả? Cô làm gì? Cô ra lệnh tôi hả? Cô biểu không vô, không vô hả? Ngu sao không vô? Không vô, mở cửa bước vô. Cô Bo nó ăn cái gì mà ỉ thúi thiết sợ vậy trời ơi. Nhìn cái váy thấy mà gớm à. Trời ơi, ngu thiệt, nó biểu mình đừng có vô. Mở cửa vô chi rồi hối hận vậy trời. Trời ơi, ghê quá. Cái váy thấy gớm. Cái váy ế, ai chà. Ê, trời đất ơi, cái gì mà điên quá. Anh chờ tôi chút nha. Alo. Alo, ông hả? Có chuyện gì vậy? Dạ mình có chuyện rồi, vui lắm. Chuyện gì? Cái toilet của phòng khách mình á, không có xài được. Trời ơi, thì nói với thằng Hạnh đó, nó lo cho. Không phải là tại tôi. Mà không biết là có nói cho ông nghe không nữa. Mà nếu tôi giấu á, thì ông về nhà ông cũng biết đúng không? Thôi tôi nói luôn ha. Cái váy dính vân mà nó không chịu giặt, nó bỏ trong toilet á, hôi rình à. Cái gì ghê vậy? Con nhỏ đó giờ tướng tá nó tưởng nó sạch sẽ, đâu có dè, nó bày hày thấy sợ luôn vậy đó. Trời đất ơi, thôi, bà rảnh quá à. Cái chuyện nhỏ xíu gì còn không giải quyết được, điện cho tôi làm gì? Trời ơi, tôi nghĩ đó là chuyện quan trọng, tôi nói với ông nói vậy đó hả? Ông có biết là toilet mà không đi một ngày là nó nguy hại cỡ nào không? Bỏ nha. Alo. Đang nói chuyện cúp máy ngang xương à. Một không con dâu ơi. Bây giờ mình gọi cho ai nữa ta? À không, bữa nay vui quá, mình phải ca một không ca dân ca, mình sẽ ca nhạc vui đi. Ôi vui quá xa là vui. Oh yeah. Bây giờ gọi ai kể tội nó nữa đây? À phải rồi, gọi thằng con trai của mình kể tội con dâu. Alo, Hạnh á con, đi đám về chưa? Nè, mẹ nói cho con nghe nha, con vợ con nó hư dữ lắm luôn á. Trời đất ơi, cái váy dính phân không mà nó không chịu giặt, nó bỏ vô toilet, nó hôi rình à. Ê, mẹ kể con biết, con đừng có nói cho nó nghe nha, nó nghe nó sẽ xấu hổ lắm, hiểu chưa? Con dâu gọi về. Alo, dâu hả? Dạ, con nè mẹ. Hồi nãy mẹ có đọc được miếng giấy của con không? Xin lỗi mẹ, tại lúc nãy ẩm cu Bo ra ngoài trễ quá cho nên con không có giặt được. Mẹ biết rồi, mẹ có đọc được rồi, thì để mẹ xử cho. Mẹ biết là lỗi của Bo đâu phải lỗi của con đâu. Dạ thôi, để con giặt được rồi. Mà mẹ nè, hồi nãy mẹ có nhớ mở cửa toilet không vậy? Chưa mở. Mà nếu mẹ mở rồi thì cũng để mẹ tự xử cho. Mẹ giặt cũng như con giặt có sao đâu. Hai mẹ con mình là người chung một nhà mà, đúng không? Còn cứ yên tâm hợp hành đi ha. Ừ. Dạ, mẹ tuyệt đối đừng bao giờ mở cửa ra nha. Mẹ nhớ chưa? Nhớ rồi. Tao đã mở cửa rồi, tao biết hết rồi con ơi. Còn ai mà chưa kể tội con dâu mình không ta? Ổng nè, Hạnh rồi nè. Ổng qua vậy? Alo. Tối nay tôi không ăn cơm ở nhà, khỏi chờ cơm nha. Sao vậy? Tôi đi ăn tối với mấy người bạn mới hội đồng ý, rồi sẽ mời họ tới nhà uống trà và nhớ dọn nhà sạch sẽ nha. Trời đất ơi, đi ăn với bạn thì thôi đi ăn ở ngoài luôn đi, dắt về đây chi mất công tôi dọn dẹp, tôi đón chào nữa. À khoan. Ông cứ mời bạn bè ông về đi ha. Tôi chuẩn bị tôi đón tiếp nha. Biết sao không? Đi ăn ngoài á, vừa mất vệ sinh nè, vừa tốn tiền nữa. Nghe, mời bạn ông về đi, tôi đón tiếp ha. Ê, mời anh vô đi. Dạ.
Ê, một anh coi. À, dạ, chào hai anh. Đây là vợ tôi. Dạ. Là chào chị. Dạ, mời hai anh dùng đĩa cây. Dạ, anh chị đẹp quá. Dạ. Không những đẹp mà còn tươm tất gọn gàng thiệt đó. À, mấy anh quá khen. Thôi bây giờ mấy anh ngồi về nói chuyện với chồng tôi nghe. Thì xuống dưới tôi lấy bình nước cho mấy ông đàm đạo nhau ha. Dạ. Dạ, dạ anh nha bà. Dạ. Anh, à, cho tôi hỏi nhà vệ sinh đâu anh? À, nhà vệ sinh anh đi coi này. Dạ, cảm ơn. Đó, cái cửa trắng đó. À, anh vô đi. Dạ, dạ, được anh. Trời ơi. Hả? Cái váy trong nhà vệ sinh. Dạ, dạ, anh xin lỗi anh, dạ, cái váy đó là của con. À, của vợ tôi đó, dạ. Đâu phải là của tôi đâu, cho cháu nội chứ bộ. Ừ, à, thôi để tôi dẫn các anh đi xuống nhà dưới. À, nè, bà lo giặt cái váy đó đi. Rồi. Dạ, anh ngồi, anh trái cây. Dạ. Quang ức quá trời ơi. Làm gì bùa lúa bà ra vậy? Tại sao cái váy đó không phải là của tôi mà ông đổ thừa là của tôi, của con dâu mình chứ bộ? Tôi biết bà định đổ thừa cho Hoàng Anh để biêu riếu đó. Nhưng mấy người đó thường xuyên gặp nó hội thảo, tôi không muốn nó mắc mặt. Tôi không biết đâu, bây giờ ông phải lấy điện thoại ông giải thích với bạn ông đi. Ông giải thích từng người là cái váy đó không phải là của tôi mà là của con dâu. Bà rảnh nha, chứ không ai rảnh mà tìm hiểu cái váy đó của ai đâu nha. Cái váy thì tôi không có nói, nhưng mà cái đồ dính trong cái váy, á trời ơi, người ta tưởng là của tôi thì sao? Trời ơi, xấu hổ vô cùng à. Gia đình là số 1, oh oh, gia đình là số 1, oh.